Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Tin Mới. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý được phát trong chương trình ngày hôm nay. Sau sự kiện bầu trời máu liên tiếp tại Chiết Giang, Phúc Kiến, sông Lili, ở Quảng Tây lại bất ngờ chuyển sang màu đỏ như máu. Bầu trời và sông nước đều biến thành bể máu. Phải chăng dị tượng 300 năm trước tái hiện, báo hiệu điểm chẳng lành? Quý vị thân mến, cổ nhân nói, thiên nhân hợp nhất, ông trời giáng xuống dị tượng hẳn đều có nguyên nhân. Văn hóa truyền thống tin rằng mỗi một sự việc xảy ra đều là biểu hiện của luật nhân quả. Trung Quốc những năm trở lại đây, đặc biệt là những tháng đầu năm 2023 này xuất hiện rất nhiều dị tượng. Dựa trên những ghi chép trong lịch sử, chúng ta có thể hiểu tại sao dân tình lại lo sợ có thảm họa nào đó mỗi khi có sự việc hiếm gặp bất thường xảy đến. Sau trời máu lại xuất hiện sông máu bất thường, dân mạng nghi Trung Quốc sắp có biến lớn. Vào sáng hôm qua, người dân huyện Điền Lâm, tỉnh Quảng Tây bất ngờ phát hiện nước sông Lili chuyển sang màu đỏ như máu. Ông Ly, người đã sống ở huyện Điền Lâm 30 năm, nói với các phóng viên rằng đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy nước sông Lili chuyển sang màu đỏ. Chuyện kỳ lạ này không biết sao, nhưng ông nói rằng dòng sông không có mùi gì đặc biệt. Nhiều người lo lắng rằng nước sông có vấn đề, nhưng Cục Môi trường Sinh thái huyện Điền Lâm đã lấy mẫu nước và kiểm tra cho hay, không phát hiện điều gì khác thường. Các sinh vật nước và kim loại nặng đều nằm trong giới hạn bình thường. Sau đó một ngày, Ban tuyên truyền huyện ủy Điền Lâm cho biết, các bộ phận liên quan sau khi điều tra sơ bộ cho rằng việc sông Lili chuyển sang màu đỏ là do thuốc nhuộm gây ra. Thông tin này đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng Trung Quốc. Một số người đặt câu hỏi, chất thải nào có thể khiến sông chuyển sang màu đỏ chỉ qua một đêm? Cũng có người bình luận rằng, trước đó chuyện bầu trời Chiết Giang đỏ như máu, bây giờ đến nước sông đỏ như máu, những thiên tượng khác thường này là điểm không tốt, chắc Trung Quốc sắp có biến lớn. Trong lịch sử Trung Quốc, hiện tượng tương tự cũng đã xảy ra nhiều lần, trong đó sử sách đều nhắc tới tai họa. Học giả kinh phòng đời Hán viết chuyên khảo trong một số cuốn sách, ông từng giải thích trong sách về thiên tai rằng sông có màu đỏ ngục tù có ân oán, hận thù, hành quyết oan khiến sông chuyển màu đỏ. Trong sách Dị Hậu cũng giải thích nước tự đỏ, ánh sáng như máu, đất nước có đổ máu. Sách Dị Truyền cũng ghi vua ham rượu chè dâm dục, người hiền xa lánh, đất nước lâm nguy, nước chảy màu máu. Ý của những đoạn văn trên nghĩa là khi nước sông chuyển sang màu đỏ thì ắt đất nước có biến cố đổ máu. Đó là thường khi đất nước sa đoạn, người hiền đức tài năng vì bảo toàn tính mạng buộc phải ở ẩn. Hệ quả tất yếu khi những kẻ vô đạo cầm quyền là thảm họa xã hội tràn lan, tranh quyền đoạt lợi, leo thang vì chính sách xã hội bất công. Tóm lại, trong lịch sử nước sông chuyển sang màu máu là điểm báo của chiến tranh loạn lạc, không chỉ có sông máu. Trước đó, xã hội Trung Quốc đã lan truyền hình ảnh và video cho thấy bầu trời thành phố Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang bất ngờ chuyển sang màu đỏ thẫm, trở thành chủ đề thịnh hành nhất trên Weibo. Chưa hết, vào tuần trước, bầu trời Phúc Châu, Phúc Kiến lại đỏ rực như máu. Cư dân mạng cho rằng đây là điểm báo không lành, như sắp có thảm họa máu xảy ra. Đây là điểm báo dữ sắp xảy ra tai họa đẫm máu, oán khí cao ngất trời. Đây là bầu trời máu. Nó xuất hiện một lần vào thời nhà Minh, sau đó sản lượng ngũ cốc bị giảm sút, không thu hoạch được vụ cốc và nhà Minh diệt vong. Thấy cuộc thảo luận ngày càng sôi nổi, càng nóng, quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc lập tức đứng ra bác bỏ tin đồn. Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc là tờ Thời báo Hoàn Cầu, ngay sau đó đã dẫn thông tin từ Văn phòng Khí tượng Trung Sơn cho rằng bầu trời đỏ là do hiện tượng khúc xạ và tán xạ ánh sáng, rất có thể từ đèn tàu đỗ trong cảng. Đó là một hiện tượng bình thường. Nhưng cư dân mạng hoàn toàn không đồng ý. Họ tới tấp lên tiếng rằng, các chuyên gia đều không thể bịa ra hơn được nữa rồi nó chuyển sang màu đỏ vì một chiếc thuyền. Làm sao có thể? Tôi ở trong khu cách ly Thượng Hải cũng biết rằng, chẳng phải bây giờ đang là mùa cấm đánh cá sao? Tại sao vẫn có thuyền đánh cá ra khơi? Hơn nữa, ánh đèn của nó có thể làm cho cả bầu trời rực đỏ tươi. Nào, các chuyên gia hãy biểu diễn xem nào. Từ Khố Toàn Thư, dị tượng bầu trời máu báo hiệu đại hạn, việc binh khẩn cấp. Theo ghi chép lịch sử vào cuối thời nhà Minh, sau khi hoàng đế Sùng Trinh lên ngôi, dị tượng bầu trời đỏ như máu đã xuất hiện khắp Thiểm Tây. Theo Hà Nam Tục Quận Chí, năm Sùng Trinh thứ nhất đời nhà Minh năm 1628 cả bầu trời Thiểm Tây đỏ như máu. Năm thứ 5 nạn đói lớn, năm thứ 7 lũ lụt hoặc cũng trong năm thứ 7, nạn châu chấu mùa thu và nạn đói. Tháng 9, năm thứ 8 ở Tương Dương hạn hán, Lạc Dương lũ lụt, nhà cửa đều bị ngập nước. Năm thứ 9 hạn hán và châu chấu, mùa thu năm thứ 10 mùa màng không có thu hoạch, mùa hè năm thứ 11 châu chấu bay che kín bầu trời. Năm thứ 13 hạn hán, năm thứ 14 hạn hán. Sách Tứ Khố Toàn Thư có một cách giải thích sâu hơn về sự kiện này. Canh năm ngày 25 tháng 3 năm Sùng Trinh thứ nhất 1628, cả bầu trời Thiểm Tây đỏ như máu, giờ tị dần chuyển sang màu vàng, mặt trời bắt đầu xuất hiện, chiêm tinh gọi là xích sảnh hay còn gọi là tai họa đỏ sẽ xảy ra đại hạn, việc binh khẩn cấp. Năm đó Dập Bạch Thủy là Phương Nghị tạo phản,
bầu trời đỏ như máu báo hiệu vận mệnh đất nước của một triều đại. Người xưa cho rằng màu đỏ chủ về binh đao và mất mùa, nên trăng máu và bầu trời có màu máu được coi là điểm báo tai họa, nhất là tai họa chiến tranh, hạn hán. Lý Thuần Phong đời Đường viết trong Ất Tỵ Chiêm rằng, khi luồng khí đỏ bay ra khỏi con tàu, bầu trời trong vòng một năm sẽ có người tự lập làm vua. Khí đỏ như máu khắp nơi là dấu hiệu đổ máu, khí đỏ bao trùm mặt trời như ánh sáng máu. Hạn hán khốc liệt, dân chúng đói khổ, đất đỏ ngàn dặm, mây đỏ vây quanh ở trên bảy hướng đông tây, quốc gia triệu binh đao, khí đỏ xoáy xuống rồi dừng, ở dưới có binh đao đổ máu. Cổ Kim Đồ Thư Tập Thành thời nhà Thanh dẫn sách Quản Quy Tập Yếu và Thiên Biến Sắc Chiêm nói rằng, bầu trời vốn nhẹ và trong, nếu biến đổi thành màu đen tối thì quân chủ không sáng suốt, nếu biến đổi thành màu trắng nhợt nhạt thì có nỗi buồn tang tóc, nếu đỏ như máu lửa thì nổi binh đao thiên hạ đại loạn. Hiện tượng thiên văn này đã xảy ra nhiều lần trong lịch sử Trung Quốc và hầu hết đều xuất hiện vào cuối triều đại. Chúng ta sẽ cùng điểm qua những ghi chép liên quan trong sử sách Trung Quốc. Theo ghi chép của Tư Trị Thông Giám vào năm 1101, Tống Huy Tông đã thay đổi niên hiệu là Kiến Trung Tĩnh Quốc. Kết quả ngay ngày hôm sau, ban đêm xuất hiện dị tượng khí đỏ khắp trời. Vùng khí đỏ xuất hiện ở phía đông bắc, kéo dài về phía tây nam, ở giữa có luồng khí trắng. Khi khí sắp tiêu tán lại có điểm đen xuất hiện bên cạnh. Nhâm Báo Vũ, đại thần can gián lúc bấy giờ cho rằng khí đỏ phát sinh từ bóng tối của đêm tối là một dấu hiệu không may mắn của việc âm can thiệp dương. Nhâm Báo Vũ cho rằng triều đình là dương, cung cấm là âm, Trung Quốc là dương, nước ngoài là âm, quân tử là dương, tiểu nhân là âm. Vì vậy, khí đỏ xuất hiện vào ban đêm là điểm xấu, đạo tiểu nhân tăng trưởng, đạo quân tử tiêu tan, khởi mưu cung cấm, kẻ dưới can thiệp bề trên. Đồng thời bởi vì khí đỏ này sau khi tiêu tán thành khí trắng chủ về việc binh đao, do đó, đây cũng chính là dấu hiệu binh đao di địch xâm chiếm Trung Nguyên. Theo Tống Sử vào tháng 11 nhuận năm Tĩnh Khang thứ nhất, khi quân Kim tấn công Biện Lương, tuyết rơi dày sâu khoảng 3 thước và thiên tượng khí đỏ khắp trời cũng xuất hiện. Sau đó, kinh đô thất thủ, triều đại Bắc Tống diệt vong. Dưới thời trị vì của Hoàng đế Nguyên Thuận, vị hoàng đế cuối cùng của triều đại nhà Nguyên đã có rất nhiều dị tượng khí đỏ khắp trời. Theo Tân Nguyên Sử ghi chép, tháng 7 kỳ tị năm Chí Chính thứ 21, ở phía tây bắc Tân Châu Lộ Ký Ninh có khí đỏ bao phủ bầu trời như máu hơn một canh giờ mới tiêu tan. Tháng 9 Quý Mùi năm thứ 24, phía tây bắc huyện Bình Tấn Ký Ninh đến đêm trời đỏ nửa bầu trời, một lúc tan theo hướng đông. Theo ghi chép công khai, vào tối ngày 10 tháng 9 năm 1775, Càn Long thứ 35, bầu trời Bắc Kinh, Sơn Đông và Sơn Tây đột nhiên chuyển sang màu đỏ như máu, kéo dài suốt 9 ngày. Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản đều ghi nhận hiện tượng bầu trời chuyển thành đỏ máu. Đêm ngày 28 tháng 7 trời đỏ một vùng phương Bắc, nghĩa là phía Bắc bầu trời có màu máu là điểm gờ, giải mã di tượng. Theo ghi chép của các sử sách trên thì trời đỏ không phải là điểm lành, mà là điểm báo vận mệnh của đất nước hay nguy cơ của thiên hạ, tình trạng quân vương và sự sụp đổ của chế độ. Ngoài ra, dân gian Trung Quốc cũng có những người bói toán, tiến hành bói toán cho diện tượng Trung Sơn này. Một blogger bệnh lý là Tam Đồng Tiền đã đăng rằng ông đã sử dụng bát quái để bói một quẻ cho vấn đề này. Quẻ tượng là Sơn Phong Đổ, quy hồn quái. Ông giải thích ý nghĩa là con sâu chui vào trong đồ chứa tiến thoái lưỡng nan, có thể đối ứng với tình hình dịch bệnh hiện nay ở Trung Quốc. Sơ hào tài động hoa không, có nghĩa là người dân bình thường về cơ bản sẽ cạn sạch tiền trong vòng một năm, ngoại trừ một số ít người giàu có tiền tiết kiệm. Tam hào chu tước quỷ chiêm vượng, có nghĩa là trong một năm tới, dù là kiện ly hôn hay kiện kinh tế đều bùng nổ, dịch bệnh hay thiên tai khác trong vòng một năm sẽ không thực sự rút lui và kinh tế sẽ không thể hồi phục trong vòng một năm. Tứ hào câu trần tài lâm vượng, có nghĩa là giá nhà sẽ không giảm trong một năm tới, không tăng cũng là tốt rồi, không loại trừ khả năng bất động sản cũng sẽ được sử dụng để thúc đẩy GDP. Còn cuối cùng, ngũ hào lâm phụ chiêm không, lục hào lâm ứng vi huynh. Blogger này cười và nói, đây là thiên hào, thiên cơ không thể tiết lộ. Quý vị thân mến, do dị tượng vẫn đang liên hồi xảy ra ở Trung Quốc, ứng với sổ sách sau mỗi dị tượng Trung Quốc đều có đại nạn, có lẽ chúng ta không ai mong muốn những điều bất hạnh, mong rằng mọi người trên thế giới đều được bình an, mạnh khỏe, đạo đức truyền thống thăng hoa trở lại, mạnh khỏe, đạo đức. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới. Từ 22 giờ ngày hôm trước đến 23 giờ ngày hôm qua, mưa lớn xảy ra tại thị trấn Jihai và Kagu thuộc huyện Mai Ninh, tỉnh Tự Trị Lương Sơn Di Từ Xuyên, khiến lòng sông bị chuyển hướng gây lũ quét, sạt lở đất, làm 22 người chết, 16 người mất tích và gần 10.000 người bị ảnh hưởng. Bức ảnh cho thấy chỉ qua một đêm, làng Plepa, thị trấn Nghĩa Hải đã thay đổi không thể nhận ra.
Thông tấn xã Trung Quốc tại Bắc Kinh cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, lũ lụt năm nay đã ảnh hưởng đến 2.598 triệu hectare cây trồng ở 27 tỉnh, 1.159 triệu hectare diện tích bị ngập nặng và 36,73 triệu người bị ảnh hưởng. Lũ lụt đã làm cho 239 người thiệt mạng, khiến 86 người mất tích, 106.500 ngôi nhà bị sập và gây thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 43,2 tỷ nhân dân tệ. Theo báo cáo thống kê cho biết, ngoài thiệt hại trực tiếp về kinh tế cao hơn mức bình thường, các chỉ tiêu khác về thiệt hại do thiên tai lũ lụt đều thấp hơn mức bình thường từ 30% đến 70%. Trong số đó, số người chết do thiên tai thấp hơn 62% so với bình thường. Kể từ đầu tháng đến nay, đã có 4 trận mưa lớn xảy ra trên diện rộng ở hầu hết miền Nam Trung Quốc và hơn 130 con sông ở sông Dương Tử, sông Châu Giang, Minh Giang và các lưu vực khác đã ngập trên mực nước cảnh báo. Sông Tiền Đường ở Chiết Giang trải qua trận lụt lớn nhất kể từ năm 1955 và Hồ Thái Hồ đã trải qua một trận lũ lụt vượt quá mực nước cảnh báo. Ngoài ra, bão hình thành muộn, đổ bộ sớm và tỷ lệ đổ bộ cao. 3 trong số 5 xoáy thuận nhiệt đới được tạo ra đã đổ bộ vào Trung Quốc, nhiều hơn 2 so với bình thường. Một số khu vực đã xảy ra lốc xoáy núi nghiêm trọng, lở đất, lở đá và các thảm họa khác. Tổng văn phòng Bộ Quốc phòng cho biết, với nỗ lực chung của tất cả các bên, không có kẻ nào trên các con sông lớn của Trung Quốc bị vỡ và không có hồ chứa lớn và vừa nào bị sập. Tính từ đầu mùa lũ, cả nước đã giảm 858.000 ha đất canh tác, dân số bị ảnh hưởng giảm 8,13 triệu người, phải di rời 2,06 triệu người, tránh được 35.000 người bị thương vong. Và 43 khu vực đô thị trên cấp quận đã được ngăn chặn khỏi lũ lụt. Với trợ cấp giảm nhẹ, thiên tai khoảng 14,5 tỷ nhân dân tệ. Kể từ đầu năm nay, khí hậu của Trung Quốc rất phức tạp và dễ thay đổi và các thảm họa như nhiệt độ thấp, hạn hán và lũ lụt đã xảy ra thường xuyên và lặp đi lặp lại. Trước khi kiểm soát lũ lụt, hạn hán nghiêm trọng đã xảy ra ở khu vực lúa mì mùa đông phía Bắc và đầu năm và 5 tỉnh ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử đã phải hứng chịu một đợt hạn hán liên tục hiếm gặp trong mùa xuân và mùa hè. Bị ảnh hưởng bởi trận mưa lớn ngày hôm qua, thị trấn Chengkun và thị trấn Ji ở huyện Yangtze đã xảy ra lũ lụt nghiêm trọng. Quận đã điều động ngay lực lượng cảnh sát vũ trang, công an, phòng cháy chữa cháy cùng các sở, ban, ngành và hai xuồng xung kích đến ứng cứu, đưa người dân bị nước lũ bao vây ra ngoài và đưa 12.000 người dân đến nơi tránh trú an toàn. Trên địa bàn tỉnh hôm nay tiếp tục có mưa lớn, ngày mai mưa sẽ suy yếu dần. Chịu ảnh hưởng của rãnh gió mùa thấp, từ hôm qua đến hôm nay đã có mưa to đến rất to, có nơi mưa rất to như ở đồng bằng sông Châu Giang và ven biển. Khu vực phía Tây Quảng Đông, lượng mưa lớn phân bố chủ yếu ở Giang Môn, Dương Giang và các thành phố khác và một số khu vực đã phải hứng chịu thảm họa như ngập ống. Tính đến hồi đêm qua, 32 thành phố, quận huyện trên địa bàn tỉnh vẫn phát tín hiệu cảnh báo mưa bão, trong đó có 9 quận huyện phát tín hiệu màu cam khi có mưa lớn, 12 quận huyện phát tín hiệu cảnh báo màu xanh khi có dông và gió giật mạnh. Tỉnh trưởng Hoàng Hua Hua, Phó tỉnh trưởng kiêm chỉ huy trưởng Quốc phòng tỉnh Liu Qin đã yêu cầu nỗ lực hết sức để điều động nhân viên cứu hộ. Từ 8 giờ ngày hôm trước đến 16 giờ ngày hôm qua, có 3 trạm có lượng mưa trên 400mm, 14 trạm có lượng mưa trên 300mm, 44 trạm có lượng mưa trên 200mm, 227 trạm có lượng mưa trên 100mm và 227 trạm có lượng mưa trên 50mm. Trong số đó, Ga Thin Kheng, làng Yuan Tan, thị trấn Đua Phen, thành phố Tai San là 440mm, Ga He Di, quận Giang Chen, thành phố Dương Giang là 408,5mm và Ga Cục Bảo tồn nước huyện Dương Tây là 402mm. Lượng mưa lớn đã gây ra thảm họa ở các vùng của Dương Giang và Giang Môn. Ba trụ sở quốc phòng của thành phố Dương Giang đã phát động ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp độ 3 và tổng cộng 13.569 người đã được chuyển đến các nơi trong thành phố. Tại thị trấn Shenjing, Tai San, 19 ngôi làng đã bị ngập lụt và đến nay nước đã rút đi. Bờ kè của Ủy ban làng Sanje ở thị trấn Sanhe và thị trấn Duifen của Tai San bị nước dâng tràn trên đỉnh kè và nước lũ tràn và bao vây khu vực thị trấn Duifen với độ sâu khoảng 1,5 mét, khiến hơn 2.500 người và 20 ngôi làng và một trường tiểu học bị bao vây. Tính đến 17 giờ ngày hôm qua, trên địa bàn tỉnh vẫn chưa có báo cáo thương vong và tình hình thiên tai cụ thể vẫn đang được thống kê thêm.
Bộ Khí tượng tỉnh dự báo hôm nay, mưa lớn trên địa bàn tỉnh ta còn tiếp tục, mưa suy yếu dần từ ngày mai. Chi cục phòng chống 3 tỉnh đang rất chú ý đến tình hình lượng mưa và các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, đồng thời yêu cầu các địa phương tiếp tục làm tốt công tác phòng chống mưa bão và các đợt thiên tai. Các chuyên gia khí tượng phân tích, đợt mưa lớn liên tục này ở Quảng Đông là do ảnh hưởng của rãnh thấp gió mùa Tây Nam liên tục gây ra. Theo báo cáo, thời điểm hiện tại là mùa cao điểm của rãnh áp thấp ở Nam Trung Quốc. Trong những tháng này, gió mùa Tây Nam và mùa hè từ phía Bắc tràn vào nội địa Trung Quốc và mặt trước của nó thường nằm trên đường rãnh. Trên rãnh áp thấp lúc này còn được gọi là rãnh gió mùa. Các luồng khí khác nhau hội tụ về rãnh gió mùa, không khí bị ép ngược lên, hơi nước trong không khí ngưng tụ thành mây và mưa. Gần đây, do bị ảnh hưởng bởi sự dịch chuyển lên phía Bắc của cơn bão nhiệt đới Nisat số 6 trong năm nay, rãnh gió mùa Tây Nam ban đầu trên Biển Đông đã di chuyển chậm về phía Bắc và các khu vực cố thủ thường sẽ bị ảnh hưởng bởi các hoạt động đối lưu mới phát triển. Từ tối hôm qua đến sáng nay, Dương Giang, Quảng Đông hứng chịu một trận mưa lớn, bị ảnh hưởng bởi cơn mưa xối xả, nhiều đoạn trong khu đô thị bị ngập. Sáng nay, đoạn Kim Sơn thuộc quốc lộ 325 thuộc tỉnh Dương Giang bị ngập, khiến các phương tiện lưu thông khó khăn và thi thoảng có đoạn bị hỏng. Trước tình hình lũ lụt nguy hiểm, hạn hán, thảm họa xảy ra, Bộ Quốc phòng cùng cấp ủy chính quyền địa phương và cơ quan chỉ huy phòng chống lụt bão các cấp đã triển khai trước kế hoạch tổ chức chu đáo, khoa học, quân dân đoàn kết chiến đấu kiên cường chống thiên tai đến mức cao nhất có thể. Thiệt hại do lũ lụt hạn hán đã giảm, công tác phòng chống lụt bão, cứu trợ hạn hán đạt kết quả đáng kể. Theo Su King Peng, bằng cách kịp thời hướng dẫn tất cả các vùng khô hạn xây dựng các giải pháp một cách khoa học đối với những khó khăn về nước sinh hoạt của người dân và thực hiện các biện pháp như khoan giếng khẩn cấp, lấy nguồn nước khẩn cấp mới cấp nước và cấp nước cho hàng triệu người ở vùng lúa mì vụ đông, 5 tỉnh và khu vực ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử đã được giải quyết liên tiếp, 3,83 triệu người khó có nước uống tạm thời do hạn hán. Thông qua các biện pháp như chuyển nước, chuyển dòng nước và khai thác nước, tổng cộng 21,5 tỷ mét khối nước để chống hạn cho các vùng lúa mì vụ đông đã được cung cấp và 214 triệu hectare, tương đương 407 triệu hectare đất chịu hạn đã được tưới, chiếm 77% diện tích gieo trồng lúa mì mùa đông ở những vùng khô hạn. 6,6 tỷ mét khối nước ở 5 vùng trung lưu và hạ lưu và 8,63 triệu hectare đất được tưới chịu hạn. Hồ chứa Tam Hiệp đã cung cấp thêm hơn 20 tỷ mét khối nước đến hạ lưu. Kể từ cuối tháng 5, hồ chứa Đen Giang Khẩu đã tăng lưu lượng xả lên 800 mét khối mỗi giây, quanh năm đảm bảo cung cấp nước cho mùa hè bội thu thu hoạch vào năm hạn hán gay gắt. Thị trấn Quan Bun Kiao, thành phố Tây An tái thiết sau thảm họa. Những trận mưa lớn kéo dài từ giữa tháng vừa qua đã ảnh hưởng đến người dân thị trấn Quan Piao, quận Tây An, thành phố Tây An, nơi vừa trải qua một đợt hạn hán kéo dài. Một người dân vùng Tây An nói, tôi sẽ không bao giờ quên trận mưa xối xả gây lũ quét, lũ ống tràn bờ, đất canh tác bị phá hủy và nhà cửa đổ sập. Hơn 20.000 hectare đất canh tác ven bờ hồ trở thành một đại dương rộng lớn. Gần 5.000 người dân buộc phải di rời tạm thời, điện nước bị gián đoạn, giao thông ùn tắc. Tình huống thiên tai là bất khả kháng và một mệnh lệnh cho một chiến dịch chống lũ lụt và cứu hộ khẩn cấp ly kỳ bắt đầu. Thị trấn Quan Bun Kiao nằm ở hạ lưu sông Gan và sông Hengu, thị trấn Binh Hu có bờ bao cách kè 20 km, có bờ bao hồ Tương Dương cách kè phòng thủ của thị trấn 6 km và bờ bao hồ Xuân cách kè 13 km. Ba vòng vây thì chiếm 2 trong 3 vòng vây chính ở quận Tây An, đồng thời có 3 hồ chứa nhỏ Gusan, Yuyatang và Long Tuyền Thampe trên địa bàn, nhiệm vụ chống lũ rất nặng nề. Lượng mưa lớn khiến toàn tuyến kè Binh Hu bị tràn, 3 hồ chứa nhỏ lần lượt tràn. Thiên tai khẩn cấp, Đảng ủy và chính quyền thị trấn Quan Bảo Kiều đã triển khai phương án khẩn cấp và thành lập 6 đội cứu hộ đi đến các khu vực trọng điểm khác nhau để lãnh đạo nhân dân nỗ lực hết sức mình để cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai. Vào ngày hôm qua đã xảy ra nước dâng lớn và sạt lở đất trên kè hồ Quan Sui, thị trấn đã khẩn cấp điều động hơn 100 quan chức chính phủ, đầu tư hơn 200 cọc gỗ và hơn 2.000 túi dệt để khắc phục tình trạng sạt lở và kiểm soát mối nguy hiểm kịp thời.
do ảnh hưởng kép của lượng nước đổ về từ thượng nguồn sông Hengu, mực nước ở khu vực xung quanh sông Hengu đã tăng vọt. Đến 7 giờ tối ngày hôm qua, mực nước bên ngoài bờ kè Binhu Waiba đã cao hơn mực nước cao hơn năm ngoái 80 cm. Trong vòng 36 giờ, thị trấn Wanbukiao đã đầu tư hơn 2.800 nhân công vào việc phòng chống lũ lụt và cứu hộ khẩn cấp, 41.000 túi dệt, hơn 500 cọc gỗ và đã nâng đoạn kè lên dài hơn 3.000 mét. Một số được nâng lên cao gần 1 mét. Con đê đang trên bờ vực sụp đổ, người dân đã được chuyển đến nơi an toàn. Zhou Jitian, chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị huyện, bất chấp sóng cao và mưa, xách túi đến xây kè, chiến đấu trong 36 giờ liên tục. Wu Guoping, bí thư đảng ủy thị trấn Guanbukiao, xông lên đi đầu chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai từ đầu đến cuối, vác bao cát, đóng cọc gỗ mấy ngày đêm không nhắm mắt là chuyện thường tình, tay sờn, sưng cả vai, mặc kệ vẫn hăng say chống lũ. Ông được quần chúng trìu mến gọi là bí thư Cao Min. Do lượng mưa không suy giảm và nước thượng nguồn đổ về, mực nước tiếp tục dâng cao và gây ngập toàn bộ bờ kè vào lúc 10 giờ ngày hôm qua. Theo chỉ đạo của huyện ủy, chính quyền huyện, thị trấn Quan Bảo Kiều đã tổ chức cho cán bộ và quần chúng nhân dân ra sức cứu nạn khẩn cấp, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Đối với mỗi cán bộ ở thị trấn Guanbukiao, họ đã mất nhiều đêm không ngủ dưới nước để cứu hộ, họ quê mệt mỏi là như thế nào. Những kinh nghiệm này họ không hối tiếc, ngược lại họ vô cùng tự hào vì chỉ có như vậy họ mới có thể xây dựng được chỗ dựa vững chắc cho nhân dân trong sóng gió. Trong thảm họa này, thị trấn Guanbukiao đã trở thành một trong những thị trấn bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở huyện Tây An do sự cố sập bờ kè dọc theo toàn bộ tuyến đường bao vây Binhu. Theo thống kê, 170 ngôi nhà của 60 hộ dân trên địa bàn thị trấn bị hư hỏng, 18.000 hectare cây lương thực bị hư hại, hơn 6.000 hộ hồ cá bị nhấn chìm. 3 tuyến đường cao tốc trên địa bàn bị hư hỏng nặng, 2 km đường giao thông bị cuốn trôi và 3 cây cầu lớn nhỏ khác nhau đã bị cuốn trôi. Tổng thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 80 triệu nhân dân tệ. Kể từ cuối tháng trước, thị trấn Guanbukiao đã đầu tư hơn 20.000 m2 đất để sửa chữa nhiều vết nứt và lở đất ở bờ kè của hồ Binhu và hồ Quan Sui, đồng thời khôi phục 80 ao và đập. Đồng thời, 8 tổ máy bơm chìm công suất lớn đã được triển khai tạm thời để thoát nước, dành thời gian quý báu cho việc cứu trợ thiên tai vào một vụ mùa bội thu. Thực hiện đầy đủ việc tự giải cứu và tái thiết sản xuất để đảm bảo rằng những người bị ảnh hưởng có thức ăn, quần áo và chăm sóc y tế, thị trấn Guanbukiao đã thiết lập 3 khu tái định cư tập trung ở trường trung học cơ sở Guanbu và các ủy ban làng Jitan và Hu Trang, nơi tái định cư cao nhất. Có 500 nạn nhân trong thiên tai và hơn 400.000 nhân dân tệ chi phí sinh hoạt đã được phân phát cho những người bị ảnh hưởng. Sinh kế của các nạn nhân thiên tai đã được sắp xếp hợp lý và sự ổn định xã hội cơ bản trong khu vực thiên tai được duy trì. Hai ngày vừa qua, mưa lớn đã xảy ra ở khu vực phía Bắc và phía Tây của tỉnh Quý Châu và 13 quận và thành phố bao gồm Bijie bị lũ lụt, ảnh hưởng đến 180.000 người. Đài quan sát khí tượng tỉnh Quý Châu cho biết, từ 8 giờ ngày hôm kia đến 8 giờ ngày hôm qua, đã xảy ra mưa lớn ở khu vực phía Bắc, phía Tây và trung tâm của Quý Châu. Lượng mưa lớn tập trung chủ yếu ở thành phố Yunji và Bijie. 6 quận và thành phố Shuyang, Rengua, Dafang, Junyi, Tongji và Xinsha đã trải qua những trận mưa lớn. 11 quận và thành phố bao gồm Xijin đã trải qua những trận mưa lớn với lượng mưa lớn nhất là 95,4mm ở thành phố Quý Dương. Có mưa rất lớn ở 8 thị trấn và mưa lớn ở 142 thị trấn trong tỉnh. Theo số liệu thống kê từ Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Quý Châu, một số quận và thành phố đã phải hứng chịu lũ lụt ở các mức độ khác nhau do lượng mưa lớn. Trên địa bàn tỉnh, 182.000 người và 75 thị trấn, 13 quận, huyện, thành phố thuộc 3 thành phố, quận và huyện bị ảnh hưởng, 158.000 mẫu cây trồng bị ảnh hưởng, một số cơ sở hạ tầng như giao thông, điện, thủy lợi, thông tin liên lạc bị hư hỏng. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng tỉnh Quý Châu, đêm ngày qua, ở Quý Châu có mưa rào và dông, ngày nhiều mây, phía đông bắc và phía tây có mưa to cục bộ, riêng các thị trấn có mưa to đến rất to. Trong ngày nay, đến ngày mai trời nhiều mây, có mưa rào khắp tỉnh. Một số quận và thành phố ở Bijie, Junji, Liupanshui, Kishinan và Anshun ở tỉnh Quý Châu đã phải hứng chịu lũ lụt do lượng mưa lớn từ đêm hôm qua đến sáng sớm ngày hôm nay. Tính đến nay, đã có 15 người chết,
Theo thống kê của trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Quý Châu, tính đến 16 giờ ngày hôm nay, hơn 450.000 người tại 72 thị trấn và 16 quận, huyện, thành phố tại 5 thành phố bị ảnh hưởng và 15 người chết, trong đó rèn 7 người chết trong vụ sập nhà do lở đất ở thị trấn Mao Đài, thành phố Hoài, 3 người chết trong vụ sập nhà do lở đất ở khu vực khai thác Yulantian của huyện Pan, 4 người chết khi một pháo đài bị sập ở thị trấn Hou Jai, huyện Jiin và một vụ lở đất ở thị trấn Jingnan, thành phố Jingji, 2 người chết. 72 triệu người phải đi khẩn cấp, 110 ngôi nhà bị sập và 316.000 cây trồng bị hư hại. Ngày hôm qua, sau khi nhận được dự báo thời tiết từ Cục Khí tượng, Bộ Quốc phòng tỉnh Quý Châu và Cục Thủy lợi tỉnh Quý Châu đã kịp thời bố trí tăng cường trực chống lũ, đồng thời đôn đốc các địa phương tăng cường kiểm tra các hồ chứa và trạm thủy điện để đảm bảo an toàn phòng chống lũ lụt cho các công trình. Sau thiên tai, các vùng bị thiên tai đã kịp thời triển khai các phương án phòng chống lũ, nỗ lực tổ chức lực lượng khẩn trương di dời dân trong vùng bị bão lũ bao vây, tìm kiếm, cứu người mất tích, sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hỏng như giao thông, thủy lợi và thông tin liên lạc. Hiện tại, việc xác minh thêm về thảm họa vẫn đang được tiến hành. Còn tại huyện Mang Ngô, tỉnh Quý Châu, tính đến ngày hôm qua, trận mưa lớn và thảm họa lũ lụt vào tuần trước đã khiến 37 người chết trong quận, 15 người mất tích và gần 50.000 người bị ảnh hưởng. Người dân gặp khó khăn về nước sinh hoạt. Hiện nay, công tác sắp xếp cuộc sống và phục hồi tái thiết của người dân vùng thiên tai đang được thực hiện và có hiệu quả với sự hỗ trợ mạnh mẽ của các thành phần xã hội. Theo báo cáo xác minh và thống kê thêm của quận Quang Mô, tính đến 14 giờ ngày hôm qua, trận mưa lớn và thảm họa lũ lụt ở quận Quang Mô đã ảnh hưởng đến 139.400 người trong quận và 45.400 người đã được di dời khẩn cấp. Khu vực bị ảnh hưởng hoa màu 11.800 ha, trong đó có 139.400 người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, 6.833 ha bị hư hỏng, 4.213 ha không thu hoạch được, 801 ngôi nhà bị ngập và 2.403 ngôi nhà bị sập. Phóng viên được biết từ Sở Dân Chính tỉnh Quý Châu rằng, vào ngày hôm qua, chính quyền các cấp đã bố trí tổng cộng 29,3 triệu nhân dân tệ quỹ khẩn cấp để cứu trợ thiên tai ở huyện Quang Mô, 2,7 triệu nhân dân tệ. Ủy ban giảm nhẹ thiên tai cho biết có 70 người ở 20 tỉnh chết và mất tích do mưa lũ. Văn phòng Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia cho hay, tính đến 15 giờ ngày hôm qua, các trận mưa xối xả, lũ lụt, gió và các thảm họa mưa đá kể từ đầu tháng đã ảnh hưởng 7,545 triệu người và 49 người đã phải hứng chịu thảm họa, 21 người chết, 307.000 người phải chuyển đi tái định cư khẩn cấp và thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 6,39 tỷ nhân dân tệ. Trong đó, 11 người ở Tứ Xuyên chết do thảm họa, 17 người mất tích và hơn 260.000 người phải di dời khẩn cấp, 18 người ở Thiểm Tây chết và 1 người mất tích, 26.000 người phải di dời và tái định cư khẩn cấp. Kể từ đầu tháng, đã có 2 đợt mưa lớn trên diện rộng ở một số khu vực, bao gồm thời tiết đối lưu mạnh cục bộ như dông bão và gió mạnh, dẫn đến Hà Bắc, Sơn Tây, Nội Mông, Cát Lâm, Hắc Long Giang, Giang Tô, An Huy, Sơn Đông, Hà Nam, Hồ Bắc, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quý Châu, Vân Nam, Tây Tạng, Thiểm Tây, Cam Túc, Thanh Hải, Ninh Hạ, Tân Cương, 20 tỉnh, khu tự trị và thành phố tự trị, 314 quận, thành phố, quận và một số trung đoàn của quân đoàn Tân Cương, địa điểm này đã phải hứng chịu những thảm họa như lũ lụt, lở đất và mưa đá. Cũng bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lớn mấy ngày qua, chiều nay, đoạn 17K+750 của tuyến đường cao tốc Hàng Châu-Tân Cương theo hướng Hàng Châu đã xảy ra sạt lở diện tích lớn. Phóng viên được biết từ Cục Quản lý đường cao tốc Hàng Châu hôm nay, do ảnh hưởng bởi trận mưa lớn trong nhiều ngày, chiều nay, một khu vực đường lớn đã xảy ra sạt lở ở đoạn 17K+750 của đường cao tốc Hàng Châu-Tân Kinh của Hàng Châu và hai chiều đường từ Đan Chu đến Hồ Khiên Đao đã bị đóng. Hiện chưa có báo cáo thương vong. Vào khoảng 14 giờ 15 phút chiều nay, một vết nứt đã xảy ra trên mặt đường tại vị trí 13K+700m Hangxia S32 của tuyến nhánh Khan Diao Hu của đường cao tốc Han Si Jing. Sau đó, nền đường cứng vào mặt đường của làn đường số 2 khu vực có chiều dài khoảng 70m, rộng 11m và sâu 11m bị sập. Theo điều tra tại hiện trường, bờ kè tại điểm sạt lở cao khoảng 12m, nền đường đào đắp bằng xi măng, mặt đường láng nhựa, cấp phối ổn định. Mái ta luy được hỗ trợ bởi tường chắn trọng lực, có máy biến áp và trạm xăng dầu.
sau khi vụ tai nạn xảy ra, các bộ phận liên quan ở Hàng Châu đã nhanh chóng thành lập trụ sở cứu hộ, đồng thời sử dụng 4 máy bơm nước 750 kW để bơm nước thu được từ mái dốc phía trên xuống đường ống tròn để ngăn không cho lớp phụ bị ngập trong nước và sức mạnh của lớp phụ sẽ giảm và ngăn chặn bị sụp đổ một lần nữa. Đồng thời, những người dân gần đường cao tốc đã được sơ tán và lực lượng chức năng được huy động để bảo vệ máy biến áp dưới đường cao tốc. Vào thời điểm hiện tại, các chuyên gia từ hệ thống giao thông ở tỉnh Chiết Giang và nhân viên từ các đơn vị thiết kế và thi công ban đầu đã gấp rút đến hiện trường. Theo báo cáo, không có tai nạn giao thông và không có thương vong vào thời điểm xảy ra vụ sập. Hiện tại, tuyến nhánh Khoan Đeo Hu của đường cao tốc Hàng Châu – Kiang đã bị đóng cả hai hướng. Thưa quý vị khán giả, Thông tấn xã Trung Quốc tại Quảng Châu ngày hôm nay cho biết do ảnh hưởng của rãnh gió mùa thấp, từ ngày hôm nay đến ngày mai mưa to đến rất to và mưa lớn cục bộ đã xảy ra ở đồng bằng sông Châu Giang, tỉnh Quảng Đông và các khu vực ven biển của miền Tây Quảng Đông. Lượng mưa lớn phân bổ chủ yếu ở Giang Môn, Dương Giang và các thành phố khác và một số khu vực đã phải hứng chịu thảm họa như ngập úng. Thảm họa cũng buộc hơn 15.000 người từ Giang Môn và Dương Giang phải di rời. Tính đến 17 giờ ngày hôm nay, trên địa bàn tỉnh chưa có báo cáo về thương vong, tình hình thiên tai cụ thể vẫn đang được thống kê thêm. Hoàng Hùa Hùa, tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông và Lưu Khun, phó tỉnh trưởng kiêm chỉ huy trưởng Bộ Quốc phòng đã yêu cầu họ cố gắng hết sức để điều động nhân viên và cứu hộ. Được biết, từ 8 giờ ngày hôm qua đến 16 giờ ngày hôm nay, có 3 trạm có lượng mưa vượt quá 400mm, 14 trạm có lượng mưa trên 300mm, 44 trạm có lượng mưa trên 200mm và các trạm có lượng mưa vượt 100mm, 227 vị trí trên 50mm. Lượng mưa lớn đã gây ra thảm họa ở các vùng của Dương Giang và Giang Môn. Bộ Chỉ huy phòng vệ 3 thành phố Dương Giang đã phát động ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp độ 3 vào lúc 9 giờ ngày hôm nay. Cảnh sát vũ trang, an ninh công cộng và các bộ phận khác đã hành động kịp thời và tổng cộng 5 thuyền xung kích đã được điều động để chuyển những người bị mắc kẹt. Tổng cộng có 13.569 người được chuyển đi trên toàn thành phố. Tại thị trấn Shenjing, thành phố Taishan, Giang Môn, 19 ngôi làng đã bị ngập lụt và hiện nay nước đã rút đi. Bờ kè của Ủy ban Làng Thương, thị trấn Duofen, thị trấn Shanghe, thành phố Taishan có một khe hở trên đỉnh kè, độ sâu nước lũ tràn vào bờ bao khoảng 1,5m, khiến hơn 2.500 người dân ở 20 thôn và một trường tiểu học bị bao vây. Hiện cơ bản, người dân bị bao vây đã được sơ tán đến nơi an toàn. Theo dự báo của Bộ phận Khí tượng tỉnh, lượng mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra ở Quảng Đông trong ngày hôm nay và ngày mai. Văn phòng Phòng chống 3 tỉnh Quảng Đông đang rất chú ý đến điều kiện nước của tỉnh và tình hình của các dự án thủy lợi khác nhau và yêu cầu tất cả các địa phương tiếp tục làm tốt công tác phòng chống mưa bão và các thảm họa thứ cấp. Theo dự báo thời tiết, sẽ có sự khác nhau giữa Đông Tây Bắc Trung Quốc, Bắc Trung Quốc, Nam Đông Bắc Trung Quốc, Hoàng Hoài và Bắc Giang Hoài, từ Tây sang Đông, từ Bắc sang Nam. Quá trình thời tiết lượng mưa dịch chuyển lớn, Trụ sở Phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia đã tổ chức hội nghị phòng chống lũ lụt và tổ chức cuộc họp với Cục Phòng vệ Sông Hải Hà thông qua hệ thống hội nghị truyền hình từ xa, tập trung vào việc đánh giá xu hướng phát triển trong tương lai của điều kiện lũ lụt và các hồ chứa và sông, nghiên cứu và triển khai các biện pháp phòng chống lũ chính trên lưu vực sông Hải Hà. Su Kim Peng, Phó Giám đốc Văn phòng Tổng cục Quốc phòng cho biết, lực lượng phòng vệ quốc gia đã ban hành thông báo khẩn cấp tới trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán của 20 tỉnh, khu tự trị và thành phố bao gồm Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc, cũng như lực lượng phòng vệ sông Tùng Hoa, Hải Hà, Hoàng Hà và sông Dương Tử. Công tác phòng chống mưa lớn đòi hỏi phải theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và điều kiện mưa, tăng cường dự báo và cảnh báo, ứng trực khẩn cấp và tham vấn, kịp thời kích hoạt ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ và thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đặc biệt là bảo đảm an toàn các hồ chứa. Trước tình hình mưa lớn liên tục vừa qua ở Quảng Đông và Quảng Tây, Tổng cục Quốc phòng đã cử 2 tổ công tác xuống 2 tỉnh, khu vực khẩn trương hướng dẫn chính quyền các địa phương triển khai công tác chống lũ và cứu nạn khẩn cấp, đồng thời cử các đoàn công tác, đoàn kiểm tra đến các khu vực trọng điểm trên lưu vực sông Hai Hê trước để hỗ trợ công tác phòng chống mưa lũ. Theo quan trắc, dưới ảnh hưởng của lượng mưa lớn, sông Panjang, một nhánh của sông Sông Hui ở Quảng Tây, sông Nan Liu ở Quảng Tây và sông Tan Shui, một nhánh của sông Mô Giang ở Quảng Đông đã xảy ra lũ lụt vượt quá mức nước cảnh báo. Hiện tại, lũ sông Nan Liu ở Quảng Tây và sông Tan Shui, một nhánh của sông Mô Giang ở Quảng Đông đã rút xuống dưới mực nước cảnh báo.
mưa bão kinh khủng nhấn chìm toàn bộ Trung Quốc, lũ lụt đập Tam Hiệp có ảnh hưởng tới Việt Nam hay không? Đó là câu hỏi của rất nhiều bạn đọc và quý khán giả trong những ngày vừa qua đã gửi đến chương trình. Vậy thì trong bản tin ngày hôm nay, các bạn sẽ được biết câu trả lời chính xác. Thưa quý vị, thông tin về lũ lụt sông Dương Tử Trung Quốc trở nên nhạy cảm vì chính quyền của ông Tập Cận Bình kiểm soát rất nghiêm ngặt. Truyền thông của Trung Quốc không được đưa tin ra ngoài bất kỳ một thông tin nào liên quan tới những trận động đất, sóng thần, mưa lũ và tình hình con đập Tam Hiệp, nhất là trong bối cảnh mà 32 tỉnh, thành phố của Trung Quốc bị chìm trong mực nước 4 mét, có nơi lên tới hơn 10 mét vì lũ quét và sạt lở. Hiện chỉ còn những trang vệ tinh quốc tế và một số tờ báo lớn của thế giới mới đưa tin về những gì mà thiên tai đang đổ lên Trung Quốc. Trong gần một tháng trở lại đây, rất nhiều nơi của Trung Quốc, trong đó có Trùng Khánh, Vũ Hán, Hồ Bắc xảy ra ngập lụt hết sức nghiêm trọng. Nhưng các kênh truyền thông và đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV lại không hề đề cập tới những trận mưa lũ kéo dài trong những ngày vừa qua. Họ chỉ đưa một số bản tin rất ngắn và rất kín đáo. Và để kiểm soát thông tin trên, cảnh sát của thành phố Vũ Hán cũng như là Trùng Khánh của Trung Quốc đã đưa ra thông báo khẩn cấp đe dọa bất kỳ ai tiết lộ những thông tin vô trách nhiệm về lũ lụt, động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở thì đều bị điều tra và bị bắt ngay lập tức. Một số học giả có kiến thức pháp lý chỉ trích rằng chính phủ của Trung Quốc luôn thủ đoạn phong tỏa thông tin để che đậy những âm mưu, thủ đoạn và tội lỗi của mình. Thưa quý vị, những ngày gần đây, mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra ở nhiều khu vực phía nam của Trung Quốc, bao gồm các tỉnh như Quý Châu, Thượng Hải, Quảng Đông, Quảng Tây, Trùng Khánh và nặng nề nhất là thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc. Nơi này trải qua đại dịch COVID-19 thì nay lại hứng chịu những trận đòn của mẹ thiên nhiên đổ xuống, làm cho nơi này sập đến thậm tệ. Những đợt mưa lũ sóng thần đe dọa trực tiếp tới con đập Tam Hiệp chắn ngang con sông Dương Tử nằm ở thành phố Vũ Hán, làm cho toàn bộ người dân ở thành phố này phải bỏ cửa, bỏ nhà đi về những miền quê khác để sinh sống cũng như là lánh nạn. Một số gia đình có điều kiện kinh tế khá giả thì bỏ chạy sang nước ngoài, họ định chạy sang cả Việt Nam để lánh nạn. Chính vì vậy, một số người dân của Trung Quốc phải chạy sang Campuchia và sang cả Úc. Thưa quý vị, truyền thông nhà nước Trung Quốc không được đưa tin về những tình hình và sự vụ kể trên vì bị cấm đoán và bưng bít. Nhưng một trang tin chuyên theo dõi về tình hình thiên tai, lũ lụt, hạn hán mang tên ABC của Mỹ và Nhật Bản đều cho biết hơn 148 con sông lớn bé của Trung Quốc đang có mức độ cảnh báo đỏ. Nguy hiểm nhất là con sông Dương Tử lớn nhất của Trung Quốc và là con sông lớn thứ 3 trên thế giới đang bị lũ quét, sạt lở cực kỳ nghiêm trọng. Đáng chú ý hơn là con sông này đang phải gánh con đập Tam Hiệp, một trong những con đập lớn nhất trên thế giới, nhưng lại là tử huyệt chết người của chính quyền ông Tập Cận Bình. Hiện những nơi như thượng nguồn của con đập Tam Hiệp này, nước đang chảy về rất nhiều, lên tới 52 tỷ mét khối nước. Và nếu như mực nước này phá vỡ con đập, thì toàn bộ Trung Quốc sẽ bị nhấn chìm. Nhiều thành phố, xí nghiệp, cơ quan, ban ngành của chính phủ Trung Quốc sẽ bị vùi dập và bị cuốn hết ra ngoài Biển Đông. Điều này đang khiến cho chính quyền của ông Tập Cận Bình ăn không ngon, ngủ không yên. Nhiều ý kiến cho rằng Trung Quốc đang bị mẹ thiên nhiên ra tay trừng trị, bởi trong thời gian dài vừa qua, phía chính phủ của Trung Quốc đã gây ra rất nhiều đau thương cho toàn thế giới. Theo trang tin ABC của Mỹ, thông báo qua kênh vệ tinh cho biết nhiều ngôi làng, trong đó có hàng trăm năm tuổi của Trung Quốc đã bị nhấn chìm. Làng mạc bị lũ quét và hơn 800 triệu người dân của Trung Quốc phải sơ tán. Đường xá, cầu cống bị hư hỏng nặng, ô tô, xe máy, máy bay đều bị nổi lềnh phềnh. Hàng ngàn khu tự trị nổi tiếng của Trung Quốc bị chìm trong nước lũ, thiệt hại không thể đong đếm được ra tiền. Người ta cho rằng năm nay là một năm đại hạn lớn của Trung Quốc. Nếu quý vị theo dõi tình hình của Trung Quốc từ đầu năm tới nay thì đó quả là một điều không sai. Khi dịch bệnh và mưa lũ liên tục đổ lên đầu chính quyền của ông Tập, có những nơi ngập tới tầng 2, tầng 3. Nước lũ liên tục đổ từ trên cao xuống thấp làm cho 31 tỉnh thành của Trung Quốc ở khu vực phía Nam bị tê liệt trong những ngày vừa qua, tất cả đều bị phong tỏa. Theo thông tin của Mỹ cho biết, hôm qua Trung Quốc còn bị dính thêm một trận mưa đá khổng lồ. Những tảng đá to với kích cỡ bằng những quả bóng liên tục từ trên trời rơi xuống làm cho con đập Tam Hiệp của Trung Quốc bị lõm và bị cong vênh. Hiện toàn bộ những nơi lân cận của khu vực con đập với bán kính 100 km đều phải sơ tán khẩn cấp trong lúc dịch bệnh của Trung Quốc đang bùng phát mạnh ở giai đoạn 2 này. Như vậy, có thể nói rằng Trung Quốc đang gặp những đại họa mà mẹ thiên nhiên cũng như là dịch bệnh đang đổ xuống chính quyền ông Tập. Điều này đã làm cho chính quyền của ông ta phải suy nghĩ lại khi mà đi giao thiệp với các nước trong khu vực.
nguy cơ vỡ đập của Trung Quốc là khá cao. Tuy nhiên, chính phủ của Trung Quốc hầu như không quan tâm, các quan chức trong chính quyền của ông Tập không cho truyền thông của nước này đưa tin ra bên ngoài. Thế giới cũng chẳng hiểu vì sao họ lại muốn bưng bít thông tin đến như vậy. Và họ cho rằng nếu chính quyền của Trung Quốc công khai thông tin trên ra bên ngoài, thì biết đâu thế giới lại ra tay giúp đỡ Trung Quốc thì sao? Như vậy, có phải là Trung Quốc đang bị chịu thiệt thòi hay là không? Còn nhớ đợt dịch COVID-19 hay còn gọi là con virus corona xảy ra ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc vào trung tuần tháng 4 năm 2022. Phía Trung Quốc cũng đã bưng bít thông tin không cho tiết lộ ra bên ngoài để bây giờ hậu quả là quá khôn lường. Bài học này là một trong những bài học sâu sắc khi mà chính phủ Trung Quốc liên tục đưa ra những thông tin cấm đoán, bưng bít những thông tin không cho tiết lộ ra ngoài thế giới biết. Mỹ kịch liệt lên án phía chính phủ của Trung Quốc khi bưng bít con virus Vũ Hán để bây giờ nó lây lan ra toàn bộ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, làm cho chuỗi cung ứng sản phẩm của toàn thế giới bị tê liệt. Nhiều ngành nghề bị phá sản và nhiều nước bị lao đao. Trung Quốc sẽ phải bị trả giá cho những việc làm sai trái của mình. Và nếu như thế giới không ra tay, Mỹ không ra tay, Nga không ra tay và nhiều nước trên thế giới không ra tay trừng trị Trung Quốc, thì đã có mẹ thiên nhiên, đặc biệt là trong 3 tuần vừa qua, mưa lũ ở Trung Quốc gây ra thiệt hại hàng tỷ đô cho phía chính quyền ông Tập, theo một tờ báo của Lào cho biết. Hiện nước Lào cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ từ phía Trung Quốc tràn sang đợt mưa lũ đầu mùa năm nay. Trong vòng 20 ngày đầu của tháng 3, ở các tỉnh phía Nam của Trung Quốc đã cướp đi nhiều sinh mạng lên tới 36 người. Hôm qua, theo thống kê mới nhất của một trang tin cho biết đã có 63 người thiệt mạng do mưa lũ và động đất, thiệt hại kinh tế lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Theo một báo cáo rất là ngắn gọn cũng như là bí hiểm của Bộ Quản lý và Tình huống Khẩn cấp Trung Quốc cung cấp, các trận mưa lớn và kéo dài từ đầu tháng 3 tới nay ở vùng đông nam của nước này đã gây ra lũ lụt đặc biệt nghiêm trọng. Hàng ngàn các con đường và con sông bị ngập lụt, hàng ngàn những ngôi nhà bị nhấn chìm đến tầng 2 và tầng 3. Một lượng nước khổng lồ đã gây ra lũ quét sạt lở, hủy hoại nhiều làng mạc, cuốn trôi nhiều nhà cửa, đường xá linh láng, đã có ít nhất 73 người thiệt mạng và mất tích. Tổng cộng đã có hơn 8,7 triệu người dân của Trung Quốc ở 14 tỉnh thành phố lưu vực con sông Dương Tử bị ảnh hưởng trong cuộc sống và đã gần 1 tỷ người dân của Trung Quốc bị cô lập. Dự báo trong những ngày tiếp theo, Trung Quốc còn hứng chịu nhiều đợt mưa lũ cũng như là mưa đá xảy ra. Dự báo ngắn gọn của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trung Quốc cho biết, mưa lớn kèm theo sấm chớp, sấm sét, lũ quét, sạt lở và mưa đá sẽ tiếp tục xảy ra trong vài ngày tới. Lượng mưa đo được tại các tỉnh như Hồ Nam, Phúc Khánh, Phúc Kiến từ hôm thứ Năm dao động phổ biến từ 5cm, có nơi lên tới 7cm. Nhiều hệ thống sông ngòi đang bị quá tải lên mức báo động đỏ. Một số khách sạn, nhà hàng ven sông ở thành phố Trùng Khánh bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Thống kê chưa đầy đủ, nhưng trang tin địa phương cho biết đã ảnh hưởng tới hàng triệu người của Trung Quốc đại lục. Trong khi đó, kết quả thống kê của một nhà môi giới bảo hiểm quốc tế mang tên AIA, thiệt hại lũ lụt gây ra ở Trung Quốc trong những ngày vừa qua có thể lên tới hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ, và đây chính là thiệt hại nặng nề nhất mà chính phủ của Trung Quốc phải gánh chịu. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, đợt mưa lũ đầu năm 2023 tại Trung Quốc dự báo là sẽ còn tiếp tục và nghiêm trọng trong những ngày tới và rất có thể sẽ đi vào kỷ lục top 1 trận mưa lũ gây thiệt hại lớn nhất trong lịch sử của thế giới. Theo kết quả nghiên cứu của Tổ chức Dữ liệu Thảm họa Quốc tế gọi tắt là AIM, Trung Quốc đã có 10 năm đối mặt với thiên tai và lũ lụt gây thiệt hại vượt quá 1.000 tỷ đô la Mỹ, trong đó đắt đỏ nhất là trận lũ lụt hồi năm 1998 gây thiệt hại 100 tỷ đô la Mỹ và đến nay vẫn giữ ngôi vị số 1 trong lịch sử về thiệt hại thiên tai. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng các đợt mưa lũ kéo dài ngay từ đầu mùa mưa của Trung Quốc hiện nay thường có xu hướng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và nặng nề. Sau các đợt như El Nino vào mùa đông và tiền lệ xảy ra vào năm 98 và 2016. Hai nhà nghiên cứu của Nhật Bản mang tên Hiroko và Antitoto thậm chí đã đưa ra một kết luận nghiệt ngã như sau: kiểu mô hình khí hậu hiện đại, xét về cả liều lượng và cường độ của các trận mưa ở khu vực châu Á, nhất là với cả Trung Quốc trong mùa hè này, có thể tăng lên khi trái đất nóng lên so với các châu lục khác.
Thưa quý vị, trước những tình hình và diễn biến phức tạp, mưa lũ, sóng thần, động đất, núi lửa và sạt lở của phía Trung Quốc, Trung tâm Khí tượng Thủy văn của Hoa Kỳ và của Nga, một trong những trung tâm lớn nhất và hiện đại bậc nhất trên thế giới, tiên đoán rằng Trung Quốc còn gặp những trận mưa lũ cực kỳ khủng khiếp trong tháng 7 và tháng 8 tới đây. Hiện hai trung tâm khí tượng thủy văn của Mỹ và Nga cho biết, độ phân giải cả lượng mưa trung bình và cực đoan ở mùa hè năm nay sẽ tiếp tục tăng và tiếp tục tăng trong những năm tới. Vì thế, các nước phải hết sức cảnh giác. Hiện chỉ có Trung Quốc đang bị gánh chịu thảm họa một cách nặng nề nhất trên thế giới và nhiều người cho rằng chính Trung Quốc đã gây ra những đường lối sai trái. Những chỉ đạo sai lầm đã gây ra rất nhiều hậu quả khôn lường cho thế giới, nên bây giờ mẹ thiên nhiên mới giáng đòn cho phía Trung Quốc. Hiện chính quyền của ông Tập Cận Bình rất lo lắng bởi vì Trung Quốc vừa trải qua đại dịch Covid-19 tàn phá một cách khốc liệt nhất thì bây giờ lại đến thiên tai, lũ lụt, lũ quét ập lên đầu chính quyền của ông ta, làm cho Bắc Kinh không kịp trở tay. Các nước trên thế giới thì đang bận rộn cho công việc chống lại căn bệnh dịch Covid-19, Vũ Hán và tình hình chiến sự Nga-Ukraine đang căng như dây đàn, cho nên họ không thể nào giúp được Trung Quốc. Rất nhiều khả năng phía Trung Quốc sẽ bị sụp đổ trong trận mưa lũ và lũ lụt lịch sử này, nếu như trong một vài ngày tới thiên tai vẫn tiếp tục đổ lên phía của Trung Quốc. Theo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, bão lũ vẫn tiếp tục dội từ trên cao xuống các tỉnh miền Nam của Trung Quốc, khiến cảnh tượng nhà nhà ngập lũ quét, đường xá, cầu cống bị hư hỏng, phá hủy, hệ thống điện quốc gia của Trung Quốc bị đứt mạch, sân bay, nhà ga, bến cảng của Trung Quốc đều chìm trong biển nước. Lũ đổ về khiến ô tô, xe máy trôi lênh láng như cá bơi dưới dòng sông. Không những thế, dân Trung Quốc còn cho đăng tải những đoạn video tầm 3 đến 5 phút được ghi từ điện thoại lên mạng YouTube và Facebook cho thấy không chỉ những đợt lũ quét từ thượng nguồn đổ về, Trung Quốc còn bị tàn phá bởi những trận mưa đá to bằng những quả bóng bay khiến cho nhiều làng mạc, cây trái, hoa màu, vật nuôi bị tàn phá hết sức nặng nề. Những điều trên đã làm cho người đứng đầu chính phủ Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, vô cùng bức ruột. Tuy nhiên, ông ta không làm gì được trước những thảm họa đến từ thiên nhiên. Đúng là xây nhà 3 năm nhưng phá chỉ có 1 giờ. Chính quyền của ông Tập giờ chỉ còn biết hối hận và sám hối ngồi cầu nguyện cho mẹ thiên nhiên ngừng ra tay trừng trị Trung Quốc. Nhưng điều này quả thật là khó khăn bởi vì tội ác của Trung Quốc gây ra thật không hề nhỏ nên bây giờ người làm thì trời phạt mà thôi. Nhưng điều đáng nói ở đây là ông trời đã quá nặng tay khi trừng trị Trung Quốc, bởi nếu chỉ ra tay với các quan chức trong hệ thống chính quyền ông Tập Cận Bình thì rất là tuyệt vời. Nhưng ở đây lại làm cho những người dân vô tội của Trung Quốc sống trong cảnh màn trời chiếu đất, lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất, động đất, sóng thần, núi lửa tiếp diễn trong những ngày vừa qua, khiến cho gần 1 tỷ người dân của Trung Quốc phải đi sơ tán lánh nạn. Thưa quý vị, mẹ thiên nhiên đã nổi giận, đó hoàn toàn là một sự thật. Đại họa đang đổ lên đầu chính quyền của ông Tập, khiến cho gần 1 tỷ người dân vô tội gánh chịu thay cho chính quyền của ông ta. Điều này thật quá đáng thương. Nhiều ý kiến cho rằng do sống tiểu nhân ích kỷ hẹp hòi, thâm độc, nham hiểm, chuyên đi xâm lược, cướp bóc, giết hại dân chúng các nước nên trời không dung, đất không tha. Do vậy, ông trời thường rất công minh và công bằng. Ông trời đã nhìn thấu những kẻ phát xít chuyên kiếp gian ác, ác với cả chính quyền nhân dân của mình. Cho nên bây giờ bị đại họa ập đến quả là không ngoa một chút nào. Ý kiến khác cho rằng thôi thì người tính không bằng trời tính, do vậy cứ để mọi chuyện diễn ra theo đúng quy luật tự nhiên và quy luật sinh tồn. Bây giờ thiệt hại đau khổ chỉ là những người dân vô tội Trung Quốc mà thôi. Người có tiền có điều kiện thì sơ tán nhìn sang nước ngoài để trú bão, tránh động đất sóng thần. Người không có điều kiện, có con nhỏ, có người già thì đành phải trèo lên những ngọn núi cao hoặc trở về những miền quê xa tít tắp để lánh nạn. Quả thật, chứng kiến những video đăng tải trên mạng trong mấy ngày vừa qua mới thấy được nhân quả báo ứng đang đổ lên chính quyền ông Tập Cận Bình. Thật là khủng khiếp, vậy câu hỏi đặt ra là sau đợt thảm họa này, chính quyền của ông ta có thay tính đổi nét hay không? Nghĩa là sống tốt và đối xử tốt với các nước láng giềng hay các nước trên thế giới nữa hay không? Thì xin thưa với quý vị rằng chắc chắn là không rồi. Bởi vì lịch sử Trung Quốc cho rằng thời ông Mao Trạch Đông, ông Giang Trạch Dân hay ông Hồ Cẩm Đào và bây giờ là thời ông Tập Cận Bình, Trung Quốc vẫn liên tục đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các nước, đặc biệt là muốn thôn tính Biển Đông thành ao nhà cho Bắc Kinh. Điều này đã bị hầu như các nước trong khu vực châu Á, Thái Bình Dương cũng như cộng đồng trên toàn thế giới lên án phản đối kịch liệt. Tuy nhiên, chính quyền của ông Tập Cận Bình vẫn xua tan đi tất cả, vẫn bất chấp tất cả, bất chấp
cả luật pháp quốc tế để hòng thực hiện được những cái âm mưu thâm độc của mình. Trung Quốc đang bị thiên tai, dịch bệnh hoành hành, tuy nhiên chính quyền của ông Tập vẫn điều binh lính, xe bọc thép, tên lửa lên vùng biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ để đi xâm chiếm dãy núi Himalaya của New Delhi. Điều này cho thấy rằng tham vọng của Trung Quốc là vô cùng dã man. Cho nên bây giờ, trời và đất đã nổi dậy thay cho thế giới trừng trị Trung Quốc quả là không hề sai. Thưa quý vị, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc và các tờ báo lớn của nước này không đăng tải nhiều về những trận mưa to, gió lớn, những trận động đất sóng thần, những trận mưa đá trong những ngày vừa qua hay không đưa ra một thông tin nào liên quan tới con đập Tam Hiệp của nước này khi nó đang đứng trước nguy cơ bị vỡ. Nhưng thế giới lại biết rất rõ một điều rằng Trung Quốc đang bị trời và đang bị đất ra tay trừng phạt vì những tội lỗi của chính quyền ông Tập Cận Bình gây ra. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc chỉ đưa một bản tin ngắn gọn nói rằng vụ mưa lũ, sạt lở và sóng thần vừa rồi chỉ làm cho 3 người thiệt mạng. Nhưng trên thực tế, số người thiệt mạng của Trung Quốc lên tới hàng trăm người, còn thiệt hại về kinh tế thì không thể đong đếm được. Cũng như dịch bệnh COVID-19 năm vừa qua ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc và nhiều tỉnh thành khác, phía chính quyền của Trung Quốc cũng đã bưng bít thông tin, không loan ra cho thế giới biết để bây giờ Trung Quốc thật hối hận khi dịch bệnh lây lan ra toàn thế giới và các vùng lãnh thổ, làm đau thương cho toàn bộ thế giới này. Điều này cho thấy rằng việc bưng bít thông tin là quá nghiêm trọng. Thưa quý vị, theo các cơ quan theo dõi thiên tai, lũ lụt, hạn hán, sóng thần, động đất, núi lửa của Mỹ, Nga và Nhật trong những ngày vừa qua, ngày nào cũng đưa ra bản tin nói rằng thiên tai liên tục xảy ra đối với Trung Quốc. Chính quyền của Bắc Kinh đang kêu gọi hơn 31 tỉnh, thành phố phía Nam và phía Đông của Trung Quốc đề phòng cảnh giác cao độ vì những trận mưa kéo dài vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Mực nước ở hầu hết các con sông lớn, bé của Bắc Kinh đều vượt ngưỡng báo động đỏ. Khả năng xảy ra vỡ đê ngập lụt toàn bộ những tỉnh hạ lưu sông Dương Tử là gần như 100%. Bởi vì từ đầu tháng tới bây giờ, nghĩa là trải qua nhiều ngày đêm vừa qua, thời tiết xấu liên tục hoành hành ở nhiều vùng miền rộng lớn của Trung Quốc. Đại lục, đất nước đang có gần 1,4 tỷ dân số này đang phải gánh chịu những trận đòn thấu xương đến từ mẹ thiên nhiên. Theo một thống kê mới nhất, thiệt hại vẫn chưa thể thống kê kịp thời bởi liên tiếp trong những ngày vừa qua, hầu như các cơ quan ban ngành của Trung Quốc đều phải đóng cửa để đi sơ tán. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ. Đây là con số thiệt hại cao nhất trong lịch sử mà Trung Quốc đang phải hứng chịu. Thậm chí thiên tai vào năm 1945 ở 8 tỉnh của Trung Quốc hồi đó chỉ bằng 3% thiệt hại ở thời điểm bây giờ. Điều đó cho thấy rằng Trung Quốc đang đối mặt với vô vàn khó khăn và thử thách. Thưa quý vị, các nhà quan sát cho biết Trung Quốc để xảy ra tình trạng trên, tất cả đều do người đứng đầu chính phủ của Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình gây ra, bởi vì chính quyền của ông ta trong thời gian dài vừa qua đã có những đường lối chỉ đạo hoàn toàn sai trái, đi ngược lại với quy luật của tự nhiên. Vậy sai trái gì? Là phía Trung Quốc liên tục đi quấy nhiễu, quấy phá, hòng xâm chiếm Biển Đông, cướp bóc lãnh thổ, lãnh hải của các nước láng giềng quanh mình. Ngoài ra, tội ác của Trung Quốc còn quá tày đình khi giết hại 20 binh lính của Ấn Độ, khiến cho hơn 1 tỷ người dân New Delhi đã đồng loạt đốt cờ Trung Quốc, đốt hình nộm của ông Tập Cận Bình để trả thù. Đó chính là tội ác mà bây giờ trời và đất sẽ nổi dậy thay cho thế giới trừng trị Trung Quốc, trừ khử chính quyền ông Tập Cận Bình để cô lập Bắc Kinh. Điều đó là hoàn toàn thích đáng và nó đúng theo quy luật của tự nhiên. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất xấu và rất buồn cho phía Trung Quốc khi hôm qua Đài khí tượng Thủy văn của Mỹ, Nga và Nhật Bản đồng loạt cho biết trong một vài ngày tới, hoặc có khi hết tháng 8 này, Trung Quốc vẫn xuất hiện những trận bão lớn, mưa to, gió giật, động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở đất liên tục xảy ra. Và nếu điều này thành hiện thực thì không chỉ con sông Dương Tử bị đe dọa mà hơn 200 con sông lớn nhỏ của Trung Quốc đều có thể bị vỡ đê, và không chỉ có con đập Tam Hiệp, con đập lớn nhất của Trung Quốc có nguy cơ bị xóa sổ, mà quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh cũng có nguy cơ bị vùi lấp trong nước lũ. Hiện nay sạt lở đất và ngập úng xảy ra ở hầu hết các nơi ở đại lục. Một số quan chức của Trung Quốc phải thốt lên rằng năm nay đúng là một năm đen đủi của Trung Quốc, năm đại họa của Bắc Kinh khi mà dịch bệnh virus corona và bão gió liên tục ập vào thủ đô của Trung Quốc, làm cho đất nước hơn 1,4 tỷ dân này đang phải chật vật sống qua cảnh màn trời chiếu đất. Những trận động đất, núi lửa, ngập lụt gây ra thiệt hại nặng nề, khiến cho Trung Quốc thiệt hại hàng tỷ, hàng nghìn tỷ đô la Mỹ. Đấy là Trung Quốc còn may khi con đập Tam Hiệp của nước này vẫn chưa bị vỡ, trong khi thiên tai, dịch bệnh thì liên tục hoành hành. Và nếu như nó bị vỡ thì 2/3 của đất nước Trung Quốc sẽ bị cuốn ra ngoài Biển Đông. Khi đó, Trung Quốc sẽ không còn xuất hiện trên bản đồ của thế giới nữa.
Thưa quý vị, sau khi phía Trung Quốc bị ngập úng, lũ lụt, lũ quét, động đất, sóng thần, núi lửa xảy ra liên tiếp trong những ngày vừa qua, thì nhiều chuyên gia của quốc tế phân tích nói rằng chính quyền của Trung Quốc đã quá bảo thủ khi quyết định xây dựng các công trình, nhưng mà lại không nghe theo các nhà khoa học và các nhà cố vấn, không nghe theo những nhà nghiên cứu chuyên môn nên tự ý quy hoạch thành phố, lấp kênh, phá rừng, xẻ núi, xây đập thủy điện làm biến đổi hoàn toàn hệ sinh thái thiên nhiên ở vùng đó. Lẽ tất nhiên là bắn vào thiên nhiên một viên đạn đại bác, người trả đũa lại bằng nhiều quả bom nguyên tử. Đây chính là thảm họa mà Trung Quốc đang phải hứng chịu, cái giá của Trung Quốc phải trả trong khi rất nhiều miền trên đất nước như miền Tây của Việt Nam đang khô hạn và thiếu nước ngọt thì Trung Quốc phải uống rất nhiều nước. Nông nghiệp của Việt Nam thiệt hại 1 thì lũ lụt của Trung Quốc gây ra thiệt hại 10. Đây chính là hệ quả tất yếu của một cái thói hung tàn mà phía Trung Quốc đang gánh chịu. Hiện tại phía Trung Quốc đang gặp rất nhiều những tình huống éo le và gặp vận đen. Tuy nhiên trên thế giới không một nước nào hỗ trợ Trung Quốc bởi vì họ nói rằng Trung Quốc tự gây ra họa thì tự đi mà gánh. Luật nhân quả, luật báo ứng đối với Trung Quốc là hoàn toàn có thật và hoàn toàn chính đáng. Thế giới này rất công bằng, luật nhân quả và mẹ thiên nhiên cũng rất công bằng. Trung Quốc gây ra thì Trung Quốc tự gánh chịu mà thôi. Cho nên chính quyền của ông Tập Cận Bình muốn Trung Quốc yên thân thì hãy đối xử tốt với cả những nước láng giềng, đặc biệt là đối xử tốt với cả Việt Nam. Không đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các nước trong khu vực, cho rút toàn bộ tàu thuyền, giàn khoan ra khỏi vùng Biển Đông và cắt đứt con đường lưỡi bỏ chín đoạn cũng như là phá hủy 7 hòn đảo nhân tạo phi pháp đi. Nếu không, Trung Quốc sẽ còn gánh chịu nhiều hậu quả đau thương chồng chất trong tương lai nữa. Đây là đợt xả lũ lần đầu tiên trong lịch sử khiến một thành phố của Trung Quốc bị nhấn chìm, hàng ngàn căn nhà bị cuốn trôi, thiệt hại do xả lũ đập Tam Hiệp là không thể đong đếm được. Thưa quý vị, theo tờ Nhân dân Nhật Báo vào sáng ngày hôm qua cho biết, giới chức của Trung Quốc bắt đầu cho đập Tam Hiệp mở hai cửa xả nước. Đây là lần đầu tiên con đập Tam Hiệp này xả lũ trong năm nay, nhằm ngăn chặn nguy cơ lũ lụt vì trong những ngày vừa qua, Trung Quốc liên tục hứng chịu một lượng mưa rất lớn, vô cùng lớn. Các nhà quan sát cho biết, việc Trung Quốc xả lũ không liên đới gì tới Việt Nam, nghĩa là Việt Nam không bị ảnh hưởng gì từ việc đập Tam Hiệp xả lũ. Nhưng các nhà quan sát lại cho biết một chi tiết quan trọng như sau. Bầu trời đang u ám và những cơn mưa to kéo dài bắt đầu từ Trung Quốc đang tràn sang Việt Nam. Dự báo trong một tuần tới, Việt Nam liên tục ngày nào cũng có mưa to, gió lớn. Mọi người đề phòng lũ quét và sạt lở đất, nhất là những tỉnh biên giới Tây Bắc, giáp danh với đường biên giới với cả Trung Quốc. Thưa quý vị, cho đến bây giờ, ai cũng biết Tam Hiệp là con đập lớn nhất trên thế giới. Nó được xây dựng trên con sông Dương Tử, hay còn gọi là con sông Trường Giang, một trong những con sông lớn thứ ba trên thế giới và lớn nhất của Trung Quốc. Nó được xây trên đoạn sông chảy qua thị trấn Tam Đậu Bình thuộc tỉnh Hồ Bắc, miền Trung của Trung Quốc. Nơi đây cũng chính là nơi mà dịch bệnh COVID-19 xuất hiện ca nhiễm bệnh đầu tiên trên thế giới. Theo tờ Nhân dân Nhật Báo cho biết, việc mở hai cửa xả nhằm giảm áp lực từ lượng mưa lớn đang đổ lên con sông Trường Giang và đảm bảo hồ chứa nước đập Tam Hiệp có đủ khả năng ngăn lũ. Trước đó, mực nước ở hồ đập Tam Hiệp lên tới 147m, cao hơn mực nước cảnh báo lũ lên tới 2m, dẫn đến nhiều nguồn tin cho rằng con đập này đang biến dạng và nhiều khả năng bị vỡ, do vậy người dân nên sơ tán khẩn cấp. Tuy nhiên, theo tờ báo South China Morning Post của Trung Quốc đã trích dẫn lời của một nhà nghiên cứu mang tên là Quách Tuấn, thuộc Viện Nghiên cứu Địa chấn của Trung Quốc đã ra thông báo bác bỏ thông tin đồn nói trên và khẳng định con đập Tam Hiệp vẫn còn nguyên vẹn. Nó có thể chứa một lượng nước lớn hơn rất nhiều so với cả thiết kế ban đầu. Nhiều khu vực thượng nguồn sông Dương Tử đang trải qua mùa mưa lũ lịch sử, lũ quét, sạt lở đất ở thành phố Trùng Khánh, Tứ Xuyên liên tiếp xảy ra gây thiệt hại vô cùng nặng nề. Hiện Trung Quốc không chỉ đối mặt với sạt lở đất đá nghiêm trọng ở gần con đập Tam Hiệp, mà mực nước tại tất cả các con sông lớn bé khác thuộc 80 tỉnh, thành phố phía Nam của Trung Quốc cũng đang ở cấp độ báo động khẩn cấp, khiến giới chức của Trung Quốc như ngồi trên đống lửa. Theo Bộ Quản lý và Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc cho biết, đợt mưa lũ bất thường kéo dài suốt 30 ngày vừa qua hiện vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Nó đã khiến cho ít nhất hơn 100 người thiệt mạng. Gần 800 triệu người dân tại Trung Quốc đại lục ở 28 tỉnh thành bị ảnh hưởng, trong đó có hàng chục triệu người phải đi sơ tán khẩn cấp. Ngoài ra, hơn 9.000 ngôi nhà bị đổ sập và hơn 10.000 ngôi nhà khác bị thiệt hại. Ước tính thiệt hại về kinh tế là không hề nhỏ, lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Hiện giới chức của Trung Quốc nói rằng thiệt hại là không thể đong đếm được bằng tiền.
Theo hãng tin Reuters, hãng tin nổi tiếng trên thế giới cho biết các tỉnh miền Trung, miền Nam và miền Đông của Trung Quốc sẽ tiếp tục có những trận mưa lớn kéo dài trong tuần tới, trong đó một số nơi lượng mưa từ 40 đến 60 mm trên giờ. Theo cơ quan khí tượng thủy văn quốc tế cho biết, hiện mưa bão bên Trung Quốc nhiều khả năng sẽ lan sang Việt Nam bởi vì trên hình ảnh vệ tinh cho thấy một số tỉnh ở khu vực phía bắc miền núi của Việt Nam từ ngày mai sẽ xuất hiện những trận mưa to đến rất to, đề phòng lũ quét sạt lở đất. Trong khi đó, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc hôm qua lại tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn liên tiếp trong những ngày tiếp theo. Cảnh báo mưa lớn màu xanh tiếp tục được Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc phát đi vào 6 giờ sáng giờ địa phương. Cảnh báo này đã được phát đi liên tiếp trong những ngày vừa qua cho đến tận hôm nay. Một động thái hiếm gặp ở Trung Quốc, điều đó cho thấy rằng mưa lớn, lũ quét, sạt lở, động đất, sóng thần đang ập đến Trung Quốc một cách hết sức tồi tệ. Và điều nguy hiểm hơn đó chính là nó sẽ lây lan sang Việt Nam trong một vài ngày tới. Theo đó, hàng loạt các tỉnh, thành phố phía Nam của Trung Quốc như Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Quý Châu, Vân Nam, Quảng Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến sẽ có mưa to đến rất to, trong đó các địa phương như Trùng Khánh, Quý Châu, Hồ Bắc có nơi lượng mưa lên đến 100-150mm trên một giờ. Trong số các tỉnh xảy ra mưa lớn những ngày tới ở Trung Quốc, có hai tỉnh như Vân Nam và Quảng Tây tiếp tục đón những cơn mưa xối xả. Điều đáng chú ý là hai tỉnh trên giáp danh với cả Việt Nam, vì thế mà các tỉnh phía Bắc của Việt Nam cũng bị ảnh hưởng, bị những cơn mưa và bầu trời u ám của phía Trung Quốc lây lan sang. Dự báo từ nay đến một vài ngày tới, những tỉnh phía Bắc của Việt Nam sẽ đón nhận những trận mưa to và mưa rất to. Thưa quý vị, hôm qua, truyền thông của Trung Quốc chính thức lên tiếng con đập Tam Hiệp đã tiến hành đợt xả lũ đầu tiên trong năm nay, giữa bối cảnh có nhiều lo ngại và đồn đoán rằng khả năng con đập này sẽ bị vỡ là rất cao. Con đập Tam Hiệp được biết đến là một trong những công trình lớn nhất trên thế giới, nằm chắn ngang con sông Trường Giang của Trung Quốc, đã trở thành trung tâm và sự chú ý đặc biệt của giới truyền thông quốc tế. Trong những ngày gần đây, khi tình hình ngập lụt được ghi nhận tại nhiều nơi nằm ở hạ nguồn con đập này, chắc hẳn quý vị đã nghe tới vấn đề con đập Tam Hiệp và tình hình lũ lụt của Trung Quốc trong những ngày vừa qua, khi mà truyền thông trên toàn thế giới đều đồng loạt đưa tin. Nhưng rất ít các bạn biết rằng con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc xây dựng với mục đích gì. Thì xin thưa với quý vị rằng con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc được xây dựng với 3 mục đích chính là sản xuất điện, kiểm soát lũ và hỗ trợ giao thông đường thủy. Nhật báo Kinh tế của Hồng Kông đã bình luận mưa lớn ở miền Nam không ngừng và thách thức năng lực chống lũ của con đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử. Giới quan sát trong thời gian vừa qua đã đặt nghi vấn liệu lũ lụt trong những ngày vừa qua ở các địa phương nằm gần con đập Tam Hiệp có liên quan tới việc con đập này xả lũ hay không. Hãng tin Tân Hoa Xã đã đưa tin đập Tam Hiệp tiến hành xả lũ lần đầu tiên trong năm nay. Hãng Tân Hoa Xã cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong những khu vực trung và thượng lưu sông Trường Giang trong suốt một tháng vừa qua, lượng nước đi vào hồ chứa đập Tam Hiệp không ngừng tăng. Để giải thoát một lượng nước khổng lồ gây lũ lụt cho tương lai, thì con đập Tam Hiệp đã được mở cửa và xả lũ, các nhà quan sát cho biết. Trong khi tất cả các tờ báo chính thống cũng như là đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV không hề có đưa tin về lũ lụt, lũ quét ở Trung Quốc mà họ chỉ đưa tin về những trận chiến ở ngoài Biển Đông hay những xung đột căng thẳng bạo loạn ở Mỹ. Họ hầu như bưng bít các thông tin về lũ lụt của Trung Quốc, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 đang lây lan mạnh ở Bắc Kinh giai đoạn này. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất hay và rất nhiều người quan tâm đến con đập Tam Hiệp mà đến bây giờ quý vị đều không có một ai biết đến. Đó là ý tưởng xây dựng con đập Tam Hiệp sông Trường Giang đã có cách đây hàng trăm năm. Vào năm 1918, nhà lãnh đạo Tôn Trung Sơn đã đề xuất xây dựng con đập này. Sau đó, nhiều chuyên gia tiến hành khảo sát và lên kế hoạch xây dựng. Tuy nhiên, vì những lý do lịch sử và thiếu nguồn lực, con đập vẫn chỉ là một giấc mơ xa của phía Trung Quốc đại lục. Trước khi con đập Tam Hiệp được xây dựng, người dân sống ở vùng trung lưu và hạ lưu sông Trường Giang đã chịu thiệt hại nghiêm trọng về cả người và cả vật chất do lũ lụt gây ra. Chỉ năm 1931, lũ lụt đã phá hủy 333.000 đất trồng trọt và cướp đi sinh mạng hơn 145.000 người. Đến năm 1953, lãnh tụ Mao Trạch Đông hồi sinh dự án và chỉ đạo nghiên cứu tính khả thi của một số đỉnh điểm đập Tam Hiệp. Dự án bắt đầu lên kế hoạch chi tiết vào năm 1955. Phe ủng hộ khẳng định đập nước sẽ giúp kiểm soát lũ dọc hai bên sông Trường Giang, thúc đẩy thương mại nội địa và cung cấp phần lớn điện năng cho miền Trung của Trung Quốc đại lục.
Ở chiều ngược lại, những người phản đối lo lắng nguy cơ vỡ đập và hậu quả khủng khiếp của nó về việc khoảng 1,9 triệu dân của Trung Quốc sống dọc hai bên sông bị mất chỗ ở, về việc phá hủy cảnh quan tự nhiên và các khu di tích lịch sử khảo cổ học và kiến trúc học, tác động môi trường của dự án thì không thể đong đếm nổi. Nhất là với quy mô lớn đó, giới khoa học lo việc tích tụ một lượng nước khổng lồ như thế sẽ gây ra động đất và sạt lở địa hình, những nguy cơ vốn tăng dần theo thời gian. Không phải tự nhiên mà tổ chức sông ngòi của quốc tế gọi đập Tam Hiệp là hình mẫu của thảm họa, nhất là nó được coi là tử huyệt của phía Trung Quốc. Điều đó cho thấy rằng Ngân hàng Thế giới World Bank cũng đã từ chối cung cấp tiền cho dự án, với lý do quan ngại sâu sắc về tác động môi trường và nhiều yếu tố khác. Được biết, thời đó nhiều kỹ sư của Trung Quốc và nước ngoài kêu gọi chính phủ của Bắc Kinh không nên bỏ nhiều tiền ra để xây dựng con đập Tam Hiệp bởi vì nó chính là tử huyệt của Trung Quốc. Tuy nhiên, chính phủ của Bắc Kinh thời đó không nghe theo những lời khuyên, những lời chỉ dẫn của các nhà có chuyên môn khoa học, mà họ vẫn tiếp tục cho xây dựng con đập Tam Hiệp, để bây giờ nguy cơ bị nhấn chìm Trung Quốc là không thể thoát khỏi. Vì có nhiều vấn đề nên dự án bị trì hoãn đến gần 40 năm, và đến năm 1992, Thủ tướng Lý Bằng đã thuyết phục được Quốc hội của Trung Quốc thông qua dự án, nhưng cũng có đến gần 1/3 đại biểu của Trung Quốc phản đối hoặc không thèm bỏ phiếu, điều ít thấy trên chiến trường của Trung Quốc. Và trong lễ động thổ công trình năm 1994, giới quan sát lưu ý rằng Chủ tịch Giang Trạch Dân đã không xuất hiện cùng Thủ tướng Lý Bằng, nhưng dù sao dự án vẫn được tiến hành. Dù trong suốt thời gian xây dựng con đập đã có không ít những scandal và tham nhũng đội vốn nổ ra, nhưng nó vẫn được hoàn thành. Nhiều lo ngại về con đập Tam Hiệp bắt đầu râm ran vào mùa hè năm 2019 sau khi ảnh vệ tinh ghi nhận thân đập có vẻ bị lõm do sức ép của nước, nhưng các nhà chức trách đã bác bỏ khẳng định đập vẫn an toàn. Đến mùa mưa năm nay, tình hình càng trở nên tồi tệ và xấu hơn. Trận lũ kỷ lục trong vòng 100 năm ở miền Nam Trung Quốc thời gian vừa qua là thử thách lớn đầu tiên của công trình Tam Hiệp. Trong cuộc họp báo, Thủ tướng Tài nguyên nước Trung Quốc ông Yang Chun cũng thừa nhận mực nước ít nhất trên 150 con sông ở Trung Quốc đã dâng lên mức báo động đỏ, chứng tỏ khả năng kiểm soát lũ của con đập Tam Hiệp chỉ có giới hạn. Nhà khoa học Trung Quốc ông Chen Zhong, một chuyên gia thủy văn, cảnh báo rằng con đập Tam Hiệp thật là không ổn định khi như người ta đã tưởng tượng. Vâng, thưa quý vị, ngay từ đây chắc chắn sẽ có nhiều quý vị và các bạn sẽ đặt ra câu hỏi: vậy con đập Tam Hiệp khi nào bị vỡ, khi nào bị hư hỏng và khi nào bị phá hủy? Thì xin thưa với quý vị rằng câu hỏi này vẫn chưa có lời giải đáp. Tất cả đều phụ thuộc vào mẹ thiên nhiên, mưa lũ và tình hình động đất, sóng thần ở Trung Quốc trong những ngày tới đây.